cửa hàng của Thúy Nga ở Mỹ bị trộm đột nhập. Nghệ sĩ hài Thúy Nga cho biết hôm 26 tháng 6, cơ sở kinh doanh của cô bị ba tên trộm cắt cửa sắt đột nhập, lấy toàn bộ hàng hóa trưng bày ở đây. Bình thường tôi hay mở chuông báo động nhưng tự nhiên hôm rồi lại quên. Vì thế, chỉ còn hệ thống camera ở tiệm ghi lại tất cả hình ảnh, âm thanh khi ba tên trộm đột nhập. Chúng đã cắt cửa sắt bên ngoài, chui vào lục lọi từ 1 giờ 15 phút tới 4 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 6 mới chịu rời đi, sau khi lấy toàn bộ số yến xào tôi trưng bày tại tiệm, Thúy Nga kể. Nghệ sĩ hài nói hiện ở Mỹ cô kinh doanh nhiều mặt hàng từ yến xào tới mỹ phẩm. Trái cây nhưng ít trưng bày ở cửa hàng, chủ yếu bán online nên may mắn không thiệt hại nhiều. Giá trị số yến bọn trộm lấy mất chỉ hơn 2.000 đô la Mỹ nhưng tôi sẽ phải tốn khoảng 3.000 đô la Mỹ sửa lại cửa sắt đã bị chúng cắt nát, Thúy Nga nói. Nghệ sĩ hài cho biết cô đã báo cảnh sát ngay sau khi phát hiện cửa tiệm bị trộm đột nhập và cảnh báo các chủ tiệm khác cẩn thận, chuẩn bị biện pháp đối phó tình trạng trộm cướp. Sau khoảng 4 năm định cư nước ngoài, Thúy Nga duy trì vừa hoạt động nghệ thuật vừa kinh doanh để có thêm thu nhập nuôi con. Nghệ sĩ hài hiện là mẹ đơn thân, sống cùng con gái 13 tuổi. Thúy Nga nói cuộc sống mẹ con cô ở Mỹ bình lặng, ổn định. Nữ diễn viên tiết lộ con gái Nguyệt Cát rất ngoan ngoãn, hiền lành và tình cảm, sớm tự lập, biết giúp mẹ việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Nhờ thế, Thúy Nga yên tâm tập trung cho công việc. Nghệ sĩ nói từ đầu năm 2024, do bận kinh doanh, cô giảm bớt tần suất hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên hài từ chối đi xa chạy sâu, một thời gian không xuất hiện trên các sân khấu Việt Nam. Nhiều khán giả hỏi thăm Thúy Nga, không ít người còn cho rằng cô hết thời, phải bỏ nghệ thuật để làm kinh doanh. Thúy Nga cho biết cô không bận tâm những lời quy chụp này. Nữ nghệ sĩ chấp nhận lựa chọn làm việc này phải giảm bớt việc khác vì muốn làm gì cũng chỉnh chu nhất có thể. Nhờ chăm chỉ làm việc và biết quản lý tài chính hiệu quả, Thúy Nga nói cô đã tậu được nhà triệu đô tại California, sắm hai xe hơi, kinh tế vững chắc, tự tin làm mẹ đơn thân. Thúy Nga sinh năm 1976, quê ở Quảng Trị. Năm 18 tuổi, cô thi vào trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2000, cô gia nhập sân khấu kịch Phú Nhuận của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Năm 2003, Thúy Nga và Quốc Thuận thành lập nhóm hài riêng, làm tiểu phẩm tham gia chương trình Gala Cười. 3 năm liên tiếp, họ đoạt giải nhóm hài trẻ được yêu thích. Năm 2010, Thúy Nga kết hôn và sinh con gái tên Nguyệt Cát. Năm 2015, cô công bố ly hôn. Khoảng 4 năm qua, Thúy Nga sống hẳn ở Mỹ. Ngoài diễn hài, cô còn làm MC các talk show, quay vlog, lấn sân kinh doanh. Nữ nghệ sĩ hiện kín tiếng về chuyện tình cảm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.